Chào mừng các bạn đến với khóa học VBA trong Excel từ cơ bản đến nâng cao được phát trên kênh YouTube Gái Excel. Bài số 1 giới thiệu về VBA trong Excel. Nội dung của bài học gồm các phần. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu VBA trong Excel là gì. Thứ hai là cách để các bạn kéo thẻ Developer ra màn hình. Thứ ba là các thành phần trong thẻ Developer. Thứ tư là các bạn sẽ làm quen với môi trường lập trình Visual Basic. Thứ năm là các bạn ẩn hiện hoặc là di chuyển các cửa sổ làm việc. Thứ sáu là sự khác nhau giữa viết code ở sheet và ở module. Thứ bảy là mình sẽ làm quen với một ví dụ đầu tiên. Thứ tám là cách để các bạn lưu một file VBA và cuối cùng là cái phần bài tập về nhà. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu VBA trong Excel là gì. VBA viết tắt là Visual Basic for Application là ứng dụng lập trình cơ bản trong Microsoft Office VBA trong Excel là sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic vào Excel. Việc lập trình VBA trong Excel giúp các bạn tối ưu các công việc có tính lặp đi lặp lại, giúp tiết kiệm thời gian, file của các bạn nó sẽ nhẹ hơn và tăng cái độ chính xác trong công việc. VBA giúp giải quyết các công việc mà Excel thường không thể làm được hoặc làm được nhưng sẽ rất là phức tạp. Và VBA sẽ giúp các bạn tự động hóa các công việc từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra, VB trong Excel giúp bạn làm việc với các ứng dụng khác như ví dụ với các file text, file CSV, vân vân. Nội dung thứ hai mình sẽ hướng dẫn các bạn kéo thẻ developer để các bạn sử dụng VB trong Excel nhé. Bây giờ mình sẽ bật ứng dụng Excel lên. Các bạn sẽ vào Start này. Đó, các bạn sẽ gõ Excel. Các bạn sẽ khởi động Excel lên nhé. bây giờ các bạn sẽ kéo cái thẻ developer ra màn hình này. Ở đây mình đã kéo rồi. Thì để kéo cái thẻ developer ấy, các bạn làm như sau. Các bạn sẽ vào thẻ file này. Đấy, các bạn sẽ vào option các bạn sẽ chọn cái custom ribbon thì các bạn sẽ nhìn ở bên phải này này nó có cái gì ạ nó có cái thẻ developer đây thì nếu như các bạn chưa tích chọn ở đây á, thì các bạn sẽ tích chọn nhé đây ví dụ các bạn chưa tích thì nó sẽ như thế này các bạn sẽ tích vào cái thẻ developer rồi, rồi các bạn sẽ ấn ok đó thì như vậy nó sẽ hiện cái thẻ developer ra đây thì mình sẽ sử dụng cái thẻ developer này cho cái phần lập trình VBA trong Excel nhé Thứ ba, mình sẽ giới thiệu với các bạn các thành phần chính trong thẻ developer. Thì đầu tiên ý là cái nhóm code. Thì trong thẻ developer này nó sẽ có cái nhóm code. Thì đầu tiên ý là cái Visual Basic, chính là gì ạ? Chính là cái môi trường lập trình chính của VBA và bạn sẽ gặp nó rất nhiều trong các bài học về sau. Tiếp theo là cái macro, chính là gì ạ? Là danh sách các macro mà mình sẽ sử dụng. Ở đây mình sẽ có tiếp là gì ạ? Cái record macro tức là mình sẽ sử dụng cái chức năng record để các bạn tạo ra thì tạo ra các macro hoặc các bạn tạo ra các đoạn code để phục vụ cho cái công việc nhất định thì với bạn nào mà mới sử dụng lập trình VBA ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái record macro này để các bạn lấy các cái code các bạn áp dụng vào VBA nó rất là hiệu quả ví dụ như là các bạn không biết sử dụng cái hàm VLOOKUP trong VBA nó như thế nào đúng không thì các bạn sẽ thực hiện cái chức năng record macro này các bạn sẽ biết được là gì? cách sử dụng hàm VLOOKUP hoặc là gì các bạn muốn sử dụng chức năng filter hoặc là advanced filter mà các bạn chưa biết dùng nó như thế nào trong VBA ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái chức năng record này các bạn sẽ biết được là gì cái cốt để làm các việc đấy nhá còn cái diện cái U relative reference đây cũng là diện cũng là ứng dụng để các bạn có thể sử dụng record macro một cách hiệu quả còn cái phần macro security ấy là cái phần bảo mật macro tiếp theo là cái diện tiếp theo sẽ là cái nhóm add-in add in là cái đoạn mã do người dùng viết để làm một công việc nào đó. Thường là các hàm do người dùng viết như là hàm đổi số thành chữ. Thì ở đây các bạn sẽ quan tâm là cái Excel add in ý, là danh sách các add in trong ứng dụng Excel của bạn. Đấy, thì khi các bạn tích vào đây ý, thì nó sẽ hiện là gì? Nó sẽ hiện danh sách các add in này. Đấy, nó sẽ hiện ở đây. Tiếp theo ấy là cái nhóm Control. Thì cái nhóm Control này nó sẽ gồm các thẻ Insert thì cái insert này ấy, là các bạn sẽ chèn các chức năng như là các nút bấm này, các text, checkbox đó thì nó sẽ có rất là nhiều chức năng trong cái phần insert này. thì sau này mình sẽ gì ạ, mình sẽ đi vào chi tiết này, các nội dung của cái phần insert này. các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều cái thẻ insert này nhé Tiếp theo là cái phần property thì cái property ấy chính là gì ạ? chính là chức năng của các cái đối tượng. thì khi các bạn tích vào đối tượng nào ấy, thì nó sẽ hiện property, tức là các thuộc tính của đối tượng đấy. Đấy là cái phần property Cái view code ấy Chính là gì ạ? Nó sẽ hiện cửa sổ code để các bạn lập trình nhé Đó Ok, thì đấy là các cái chức năng chính trong cái thẻ developer này Bây giờ mình sẽ đi vào cái môi trường lập trình chính là cái Visual Basic ở đây Thì khi các bạn chọn vào đây ấy, thì nó sẽ hiện cái phím tắt là An F11 Thì các bạn có thể ấn phím tắt là An F11 Hoặc là các bạn tích vào cái Visual Basic này nhé Đấy, thì nó sẽ hiện gì cái môi trường lập trình ở đây cho các bạn Ok thì giả sử đây là cái môi trường lập trình đầu tiên của mình nhá. Thì ở đây các bạn sẽ lưu ý là gì? Đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy cái phần gì ạ? Cái phần project này, đây là cái cửa sổ project nhá. Đấy. thì ở đây nó sẽ có ví dụ của mình nhá, mình đang mở hai file excel thì như thế này ấy, nó đang nghĩa là đang có hai file, một cái file book 1 là mình vừa mới tạo và một cái file ví dụ, một cái file mình đang mở sẵn đúng không? đó thì là cái file này. Nếu như các bạn có một cái file thứ ba thì nó sẽ hiện ở đây. File thứ tư chẳng hạn thì nó sẽ hiện ở đây. Đấy, thì đấy là danh sách các cái file Excel mà các bạn mở. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để ẩn hiện các cửa sổ nhá. Bây giờ các bạn sẽ vào cái thẻ View trong cái phần diện, cái phần Visual Basic này. Thì trong cái thẻ View chính là gì? Ạ? Chính là các cái chức năng mà các bạn muốn ẩn hoặc các bạn hiện nhá. Đấy, bây giờ giả sử các bạn muốn hiện cái gì ạ? Các bạn muốn hiện cái cửa sổ. Immediate Window chẳng hạn nha các bạn tích vào view này các bạn chọn là Immediate Window đó thì khi các bạn tích vào đây ấy, thì ngay lập tức nó sẽ hiện cái cửa sổ Immediate Window này đúng không nếu như các bạn muốn tắt cái cửa sổ nào thì các bạn bấm vào cái dấu X thì nó sẽ tự tắt đi đó. Đấy, các bạn chọn đây các bạn chọn Immediate chẳng hạn đúng không đó các bạn cũng có thể vào view các bạn chọn là gì ạ cái Watch Window chẳng hạn đúng không đó thì nó sẽ tự sắp vào đây giả sử mình đóng cái này nhá thì khi các bạn đóng đi thì nó như thế này chẳng hạn nó không có gì ở à đây nếu như các bạn như này các bạn đóng hết đi là nó đang không có một cái cửa sổ nào cả đúng không đó thì các bạn lại vào view đó các bạn ví dụ mình chọn cái project explorer nhé hoặc phím tắt là ctrl r này đó thì nó sẽ hiện cái cửa sổ ở đây các bạn có thể hiện thêm ví dụ mình hiện cái cửa sổ property này đó các bạn có thể view thêm cái gì ạ cái cái immediate chẳng hạn đúng không đó thì đây là cái cách để các bạn ẩn các bạn hiện đúng không ngoài ra các bạn có thể giữ chuột trái các bạn kéo các bạn di chuyển nhé đó các bạn có thể giữ các bạn di chuyển đến cái vị trí nào mà các bạn mong muốn bất kỳ cái cửa sổ nào cũng vậy các bạn có thể di chuyển thì thông thường mình sẽ để mặc định nó thì nó sẽ gì vậy? nó sẽ phù hợp nếu các bạn không thích thì các bạn có thể đóng đi thì thông thường mình hay chọn là cái cửa sổ project và cái cửa sổ property trong cái phần gì? Vậy? trong cái phần lập trình ngoài ra các bạn có thể chọn cái immediate cũng được đúng không đó thì đây là các cái gì ạ các cái cửa sổ mà các bạn sẽ làm việc uh, chính về các bạn tích đúp nhá thì nó sẽ về cái phần vị trí mặc định ở đây đúng không đấy thì giả sử mình sẽ hiện ba cái cửa sổ là project này một cái cửa sổ property này và một cái cửa sổ immediate nhá đó thì đây là cái các cái cửa sổ mình sẽ làm việc chính và các bạn nếu như các bạn không thấy thì các bạn sẽ vào view để các bạn sẽ hiện nó ra đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái sự khác nhau giữa các bạn viết code ở sheet hoặc là module. Thì giả sử cái file mà mình đang làm là cái file book 1 thì cái file book 1 của mình ấy, đây. Cái file đầu tiên mình tạo nó đang có một sheet đúng không? Đó, nếu như các bạn add thêm các sheet ấy, ví dụ ở đây là mình có 3 sheet chẳng hạn đúng không? Là sheet 1, sheet 2 và sheet 3. Bây giờ các bạn quay lại cái môi trường lập trình nhá. Đó thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái file book 1 của mình đây nó sẽ có 3 sheet là sheet 1, sheet 2 và sheet 3. Nếu như các bạn tạo thêm các sheet ý, thì nó sẽ hiện ở đây, đúng không? Thì có hai cách để các bạn viết code đấy là các bạn viết code trực tiếp trên sheet này này, các bạn tích đúp vào đây thì nó sẽ hiện cái môi trường để các bạn viết code hoặc là gì ý? Cái cách mà người ta hay viết code nhất đấy là ví dụ các bạn nhấn chuột phải này, các bạn insert này, các bạn chọn module. Đấy, thì các bạn tích đúp vào cái module thì nó cũng hiện gì ý? Cũng hiện cái môi trường để các bạn lập trình ở đây. Thì thông thường người ta hay viết code ở module hơn là gì? Hơn là các bạn viết code ở sheet. Tuy nhiên sau này thì có những cái ứng dụng thì mình sẽ viết code ở sheet như là ví dụ các bạn khởi tạo chẳng hạn đúng không? Hoặc là các bạn lập trình sự kiện chẳng hạn đúng không? Thì có thể mình sẽ viết code ở sheet này. Đa số các code mình hay viết ý, là viết code trên cái module này. Thì cái ưu điểm của viết code trên module là gì? Là khi các bạn xóa sheet đi chẳng hạn nhá thì nó sẽ không bị mất code. Còn nếu như các bạn viết code trên sheet 1 này chẳng hạn mà các bạn xóa cái sheet 1 đi thì nó sẽ mất code. Hoặc là các bạn khi các bạn viết code ở module ấy, thì các bạn dễ dàng các bạn là các bạn export cái gì ạ? cái module này ra một cái file khác đúng không hoặc các bạn import một cái module từ một cái bên ngoài vào cái file này chẳng hạn đúng không thì đấy là cái ưu điểm khi các bạn viết code trên module thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để viết code trên module thôi nhá. Ok bây giờ mình sẽ làm quen một cái ví dụ đầu tiên mình sẽ thu nhỏ cái VBA này lại cộng với cả cái file Excel mình mở lên cho các bạn dễ nhìn nhá. đó thì ở đây mình sẽ hiện ra là đây là cái môi trường để các bạn lập trình VBA và đây là cái file Excel của mình đúng không? Mình sẽ mở song song hai cửa sổ này cho các bạn dễ hình dung. Ok, ví dụ các bạn sẽ viết cho mình là diện sub là uh, say hello chẳng hạn nhé. Các bạn mở một đơn đó, đóng hoặc đơn các bạn enter thì các bạn chú ý nhé, đây là cái mở đầu của một chương trình và đây là diện kết thúc của một chương trình. Thì đến cái bài sau ấy thì mình sẽ nói về cái cấu trúc của một chương trình thì trong cái phạm vi này thì các bạn chỉ hiểu đơn giản đây là cái mở đầu và đây là kết thúc của một chương trình thì một chương trình bao giờ cũng có mở đầu và kết thúc đúng không đó ok ở đây mình sẽ khai báo một cái biến một cái biến nhé các bạn có thể ghi là zim này str là cái string s à, này string thì à, các bạn chưa cần hiểu những cái này đâu đây là cái cách để các bạn khai báo biến nhá thì đến cái bài về biến mình sẽ nói chi tiết hơn thì các bạn cứ hiểu là đơn giản như vậy nhé thì để mình chạy thử mẫu một cái chương trình thôi. Các bạn sẽ đặt là gì? str bằng gì ạ? bằng cái input box này. Đây, các bạn có thể ấn ctrl space nhá thì khi các bạn ấn ctrl space nó sẽ gợi nhắc này. Đây, ví dụ các bạn bằng chữ y này, các bạn ấn ctrl space thì nó sẽ gợi nhắc tất cả các cái lệnh mà bắt đầu bằng chữ y. các bạn gõ thêm chữ n nữa chẳng hạn thế. đây input box các bạn ấn mũi tên xuống, rồi các bạn ấn tab cũng được đúng không? đó. thì đây là cái câu lệnh để các bạn gọi một cái cửa sổ để các bạn nhập vào. Thì lát nữa chạy thì các bạn sẽ hiểu hơn các bạn mở một đơn ra các bạn mở một kép ra các bạn sẽ ghi là gì mời nhập gì ạ nhập họ tên chẳng hạn đúng không hai chấm các bạn cách cho các bạn mở đóng một kép các bạn đóng vào đơn này lại đúng không mình cứ ghi nhá rồi sau đó mình sẽ giải thích ra sau sao này sao của gì ạ 1,1 các bạn bằng gì? bằng str Đấy. ví dụ sao của gì ạ sao của 2.1 à, mình sẽ bằng diện Bằng cái xin chào. Các bạn à, cách ra, các bạn đóng ngoặc kép các bạn và với cả gì vậy? Và với STR đúng không? Đó. Sau đó các bạn có thể hiện một cái là em box này. À, xong là gì vậy? Các bạn cách ra, các bạn mở ngoặc kép xin chào. Đấy, các bạn gì Các bạn có thể là và với cả gì STR chẳng hạn đúng không? Đó. Thì ví dụ cái code của các bạn nó như thế này nhé Thì các bạn chưa cần hiểu cái đoạn code này đâu đúng không lát nữa mình sẽ giải thích từng cái lệnh một để các bạn dễ hiểu hơn để chạy chương trình ấy, các bạn sẽ tích vào cái tam giác màu xanh như này hoặc phím tắt là F5 nhé. các bạn tích vào đây đó thì nó sẽ hiện một cái cái cửa sổ là cái input box để các bạn làm gì ạ để các bạn nhập nhá thì bây giờ mình sẽ mở cái VBA để các bạn xem cái tập lệnh này nó tương ứng với gì đó thì nhá ok mình sẽ giải thích từng cái bước một thì các bạn sẽ để ý ở đây là gì ạ cái 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 box ở đây mình hiện chính là gì chính là cái lệnh input box này thì khi các bạn gọi cái lệnh input box này ấy, thì nó sẽ hiện cái box này ra cho các bạn nhé còn cái chữ mời nhập họ tên ấy, thì chính là cái chữ mời nhập họ tên ở đây này cái text mời nhập họ tên này đó các bạn thấy không rất là hay và khi mà các bạn nhập họ tên ấy các bạn nhập vào cái vùng họ tên này ấy, thì nó sẽ gắn cái họ tên các bạn nhập vào cái biến là gì ạ cái biến str này là cái biến string này. Bây giờ ví dụ mình nhập là gì? Mình nhập là gái cell chẳng hạn nhé. Mình nhập là gái cell. Các bạn enter chẳng hạn. Đó các bạn thấy chưa? OK, đây. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Sau khi mà chạy cái lệnh này nhá, thì các bạn nhập chữ gái cell rồi chẳng hạn đúng không? Thì nó sẽ gán là gì? Cái cell một hai nghĩa là gì? Cái ô ở hàng một và cột hai. Đây là hàng một cột hai đúng không? Chính là ô B một đúng không? Hàng một hàng 1 cột 2 này nó sẽ gán bằng cái STR chính là bằng cái chữ gãi cell mà mình nhập vào cái input box vừa xong đúng không? Đó, thì nó sẽ gán vào cái ô B B1 này chính là hàng 1 cột 2 là cell 12 này này. Tiếp theo ấy, là cái cell 21 ấy là gì ạ? Là cell ở hàng 2 và cột 1 chính là gì ạ? Là ô A2 này này, hàng 2 cột 1. Mình sẽ gán bằng cái chữ là xin chào. Xin chào. Mình nối với cả chuỗi STR chính là cái chữ gãi cell đúng không? Đó các bạn thấy chưa? thì ở đây kết quả nó là gì ạ? Là xin chào gái Excel. Đó các bạn thấy không rất là hay. Và cuối cùng là gì ạ? Mình sẽ hiện một cái MSG box. Đây chính là cái MSG box. Là cái MSG box này. Và cái chữ xin chào nhá thì nó hiện là xin chào ở đây. Xong là nối với cả cái chuỗi gái Excel mà các bạn nhập vào từ cái bước đầu thì nó trả về là gì ạ? Là xin chào gái Excel. Đó các bạn thấy không? Thì mình đã giải thích từng cái bước một nhá. Các bạn bấm OK. Đó. Thì như vậy là gì ạ? Các bạn hiểu một cái ứng dụng đầu tiên ở đây là gì? Ạ? Cái sắp và end shop là cái mở đầu và kết thúc của một chương trình thì bao giờ một chương trình các bạn cũng phải có mở đầu và và kết thúc đúng không đó tiếp theo là gì ạ cái gym str string chính là gì ạ chính là khai báo biến đây là cú pháp để các bạn khai báo một cái biến str kiểu string kiểu string nghĩa là kiểu chuỗi nhá thì sau này đến biến thì mình sẽ nói chi tiết hơn nghĩa là cái kiểu chuỗi mình sẽ gán cái str này là kiểu chuỗi thì khi các bạn nhập họ tên vào đúng không là cái họ tên là kiểu chuỗi mà thì nó sẽ gán vào cái biến str chẳng hạn nếu như các bạn mà khai báo là kiểu nguyên kiểu integer e là kiểu số nguyên chẳng hạn nhé thì khi các bạn gán thế này nó sẽ báo lỗi cho các bạn đấy nhé bởi vì cái str của mình các bạn nhập vào là là chuỗi gái excel chẳng hạn đúng không thì các bạn buộc phải khai báo biến là kiểu string sau đó mình sẽ gán là cái biến này bằng một cái gì bằng một cái bóc các bạn nhập từ bên ngoài đấy, ví dụ nó hiện một cái cái input box để các bạn nhập vào là gái excel thì nó sẽ gán vào đây đó còn cái cell 21 tức là ô ở hàng một cột hai đầu tiên là hàng này sau đó là đến cột đúng không thì mình sẽ gán ở hàng một cột hai bằng cái str đây tương tự mình sẽ gán ở hàng hai cột một đó và cuối cùng là mình sẽ hiện một cái thông báo là xin chào str tức là xin chào gãy xem đó bây giờ ví dụ mình xóa đi mình chạy lại nhé mình xóa cái này đi bây giờ các bạn bật cái đoạn cốt lên ok mình chạy lại nhé à, mình chạy lại các bạn lại bấm run hoặc là các bạn ấn F5 nhé Đó, thì nó hiện mời nhập họ tên Ví dụ mình nhập là gì ạ mình nhập là Chí Nguyễn chẳng hạn nhé Ví dụ tên mình là Chí Nguyễn đúng không Các bạn bấm OK Đó các bạn thấy chưa Thì nó sẽ là xin chào Chí Nguyễn Và nó cũng gán OB21 là Chí Nguyễn Đây xin chào Chí Nguyễn ở đây đúng không Đó rất là hay Bây giờ giả sử các bạn chạy lại nhé Thì nó sẽ ghi đè lên cái ô này Đó ví dụ mình chạy lại Mình lại chạy là gà gà quá chẳng hạn đúng không Đó các bạn bấm OK Đó thì nó sẽ nói là gà quá và xin chào gà quá này, Đúng không đó. Thì như vậy các bạn đã làm quen gì ạ? Các bạn đã làm quen một cái ví dụ đầu tiên của VBA. Bây giờ mình sẽ lưu file nhá. Các bạn chú ý nhá, để lưu một cái file mà chứa code VBA ấy, thì các bạn không lưu file bằng bằng cái định dạng thông thường. Các bạn sẽ vào file này, các bạn chọn vẫn là save hoặc save S nhá. Với cái bạn lưu lần đầu ấy thì các bạn có thể chọn save hoặc save S hoặc phím tắt là Ctrl S. À, ví dụ mình save S ở đây. Ví dụ mình lưu ra desktop chẳng hạn nhá. Thì khi mà các bạn lưu file ấy, thì các bạn để ý đây này, này, thì cái kiểu file các bạn tích vào đây nhá, nó là cái kiểu file các bạn mặc định ấy, mặc định khi các bạn làm Excel ấy, thì nó sẽ lưu dưới dạng Excel Workbook tức là chấm xls à, x ở đây này đúng không nhưng mà với cái file mà chứa code VBA ấy, thì các bạn phải lưu dưới dạng xlsm hoặc là gì ạ ít nhất là phải là xlsb đúng không là cái kiểu binary nhưng mà thông thường ấy, thì với file mà chứa code VBA ấy, thì tốt nhất các bạn lưu dưới dạng là gì ạ xlsm nhé là Excel Macro Enable và các bạn đặt tên ví dụ mình sẽ ghi là bài 01 này là gì ạ? giới thiệu. Các bạn đặt tên là gì cũng được nhé. Giới thiệu về VBA trong Excel. Đấy, quan trọng nhất là gì? Các bạn phải lưu cốt dưới dạng gì? XLSM. Còn nếu như các bạn lưu dưới dạng Excel thông thường ấy, thì khi các bạn đóng đi các bạn mở lại thì nó sẽ bị mất cốt đấy nhá. Đó. Các bạn xếp vào đây. Họ thì đây là cái tên file của mình đúng không? Đó. Ok, bây giờ sẽ là cái phần bài tập về nhà nhá. À, bài tập về nhà. Bài tập về nhà các bạn sẽ là gì ạ? các bạn sẽ là sử dụng sử dụng cái câu lệnh input box nhá, input box chính là cái câu vừa xong đấy, input box này để gì ạ? Để các bạn nhập vào hai số. Hai số giả sử như là số A và B chẳng hạn đúng không? A và B giả sử. Thì các bạn cũng phải khai báo biến đúng không? Giả sử là số A và B. Đấy, tức là các bạn sẽ gán vào hai cái biến A và B này đúng không? Và gì ạ? Các bạn sẽ hiển thị hiển thị cái biến gì ạ? à, cái giá trị giá trị thứ nhất nhé ra thì ạ, ra ô ở hàng 3 cột 1 đi hàng 3 cột 1 đúng không các bạn sẽ hiển thị gì ạ hiển thị hiển thị giá trị thứ hai thứ hai ra cái ô ví dụ ở hàng gì ạ hàng 4 cột 1 đúng không đó và cuối cùng các bạn sẽ hiển thị cái giá trị tổng hiển thị ví dụ các bạn hiển thị cái câu nhé hiển thị cái câu là gì ạ cái câu là các bạn sẽ ghi là tổng hai số là Đấy, các bạn các bạn đóng ngoặc kép sau đó các bạn tổng hai số nhé các bạn phải ra gì ạ hiển thị cả cái kết quả nhé tổng hai số là gì ạ là các bạn hỏi chấm ở đây là gì ạ? chính là gì ạ là cái kết quả nhé là cái kết quả gì ạ kết quả của a cộng b của hai số đúng kết quả của thì tổng hai số Đấy, tức là ví dụ các bạn nhập hai số là gì ạ ví dụ các bạn nhập hai số là 3 và 4 đúng không thì nó sẽ hiển thị cái hiển thị cái câu gì ạ tổng hai số là nhá tổng hai số là gì ví dụ các bạn sẽ hiển thị cái câu này tổng hai số là kết tổng hai số là ở đây là các bạn sẽ ghi là 7 đấy nghĩa là nếu như các bạn nhập hai số 3 và 4 ấy, thì cái câu ở cái ý thứ ba này là tổng hai số là 7 đấy, các bạn hiểu ý không ạ ở đây các bạn sẽ hiển thị ra cái ô nào nhé hiển thị cuối cùng này ra cái ô ở hàng gì hàng thứ năm và cột một chẳng hạn đúng không đó thì đây là cái phần bài tập về nhà các bạn chú ý nhá mình sẽ chữa cái phần bài tập về nhà ở cái bài học ngày thứ hai đấy tức là cái bài học số 2 ấy là các thành phần cơ bản của một chương trình đó thì mình sẽ chữa cái phần bài tập về nhà này ở cái video thứ hai là các thành phần cơ bản của một chương trình Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ gãy Excel cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học nhá xin chào và hẹn gặp lại